Sancho mới trận mờ nhạt cho MU, thảm họa hay Skriniar không biết dùng. Sancho vẫn chưa có bàn thắng hay kiến tạo nào cho MU sau 10 trận đầu tiên. Sancho lại có thêm một màn trình diễn thất vọng nữa trong màu áo MU. Tân binh bảy 30 triệu bảng, 13 triệu bảng không tạo ra được dấu ấn nào trước khi bị thay ra trong trận thua 2-4 trước Leicester City. Và hiện Sancho lại không có bàn thắng hay kiến tạo nào cho đội bóng mới sau 10 trận đấu. Sancho vì sao chật vật ở MU và câu hỏi được nhiều fan tranh luận. Rất nhiều ý kiến đã được đưa ra và trong số đó đa phần là những phản ứng tức thời rằng Sancho là một bom xịt, một sai lầm chuyển nhượng của MU và là một cầu thủ không phù hợp để đá Premier League. Tuy nhiên, với số cầu thủ từng đá tại Đức hoặc các quốc gia châu Âu trước khi tỏa sáng ở Premier League như Kevin De Bruyne, Son Heung-min, Firmino và Mane thì có thể nói việc đá ở nước khác chẳng ảnh hưởng gì đến sự thành công của một cầu thủ tại Premier League. Nếu anh có trình độ, anh sẽ thành công. Sự hòa nhập của các cầu thủ mới tại Premier League bao giờ cũng cần có thời gian. Liverpool đã để cho Fabinho ra sân một cách ít ỏi trong 6 tháng đầu tiên sau khi gia nhập từ Monaco để đổi lại là vai trò chủ lực trong đội hình vô địch Premier League và Champions League. Jerome Mina đã suýt có ý định trở về Đức sau mùa đầu tiên mòn mỏi tại Tottenham, nhưng sự bám trụ đã mang lại thành công lớn. Không chỉ Sancho, Rodriguez cũng đang chật vật với cuộc sống mới tại Chelsea dù đã thi đấu tốt tại La Liga. Tuchel đã phải để sau